Tập 17. Kẻ phản gián. Đại tướng quân, thành cao nguy đến nhiều giờ, sao tướng quân và an binh bất động? Quân của bằng quyên nhiều hơn chúng ta, ta cần phải cẩn trọng khi hành động. Tướng quân sợ hắn ư? Trên đời này chẳng ai khiến ta sợ. Tôi sợ vì sao lại không ra quân? Ta đã nói rồi, cần phải cẩn trọng khi hành động. Thận trọng không có nghĩa là an binh bất động. Quân của bằng quyên tuy đông hơn chúng ta, chúng bảo vệ thành cao cả bốn phía, nên binh lực bị phân tán. Nếu quân theo kế sách trong thư của quân sư, đem một bộ phận quân đội hướng trương thanh thế ở ba hướng khác nhau, tập trung binh lực tấn công một phía, thì có thể phá vỡ sự bao vây của bằng quyên, sau đó đưa quân và lương thực vào thành cao. Có lương thực và quân đội thì sẽ không sợ bằng quyên tiếp tục bao vây và tấn công. Chúng ta sẽ đưa quân đến tập kích vào đường vận chuyển lương thực của hắn. Như thế thì 10 vạn đại quân của bằng quyên chẳng thể nào ở lại lâu bên ngoài thành cao được. Vậy là sẽ giải vây được thành cao rồi. Thân đại phu, nói thì dễ nhưng làm thì rất khó. Bằng quyên sẽ không để chúng ta được tọa nguyện đâu. Nếu không làm thì càng không thể tọa nguyện được. Không phải là ta không làm mà ta có diệu kế khác. Diệu kế gì? Chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Đợi khi bằng quyên tấn công thành, nếu hắn tấn công thành, ta sẽ bộc lộ chỗ yếu của hắn. Đến lúc đó ta sẽ đem quân ra đánh, chẳng phải sẽ giành phần thắng ư? Bằng quyên sẽ không tấn công thành đâu. Hắn muốn xây chặt tôn minh sinh ở thành cao. Quân sư là người nhiều mưu mẹo, giỏi tính toán, chẳng nhẽ không có cách gì khiến bằng quyên tấn công ư? Nếu sợ bằng quyên thì cứ nói một tiếng đi, không cần phải vòng vo như thế. Người có khích ta cũng chẳng ăn thua đâu. Ta là đại tướng quân, ta phải chịu trách nhiệm với hàng vạn binh lính của ta. Chúng ta cũng nên chịu trách nhiệm về thành cao. Đương nhiên là ta phải chịu trách nhiệm. Nếu không ta đã không đến đây. Nếu không ta đánh thì chịu trách nhiệm sao được? Ta đã nói rồi, chỉ cần bằng quyên tấn công thành ta sẽ ra đánh. Nói như vậy là tướng quân nhất định phải chờ bằng quyên tấn công thành ư? Đúng thế. Hàn Vương để một kẻ như ngươi làm đại tướng quân, chúng ta có mắt như mù. Phạm tử, hỗn sự, ngươi ngu đại tướng quân, chiến pháp chẳng thủng, không phải đại tướng quân pháp. Trung Ly quân nhân chính tính khí của Trung Ly quân nương là như vậy, xin tướng quân không nên trách. Trung Ly cô nương, chờ đã. Ta có điều muốn nói với cô nương. Trung Ly cô nương, sau khi về chớ để quân sư lo lắng nhé. Không lo lắng sao được, lương thực của thành cao sắp hết rồi. Tính khí của thái tử ngang bướng, những việc gì thái tử cũng cho là đúng, thì dù có nói thế nào cũng không nghe. Liệu có thể để quân sư nghĩ cách dựa bằng quân tấn công thành không? Đến lúc đó bắt buộc thái tử phải ra giao chiến. Thái tử thì bắt buộc phải ra giao chiến. Nếu thái tử không chịu xuất quân thì đừng nói là ta không chịu, mà toàn thể các tướng quân cũng sẽ không chịu. Thái tử không chịu xuất quân thì đừng nói là ta không chịu, mà toàn thể các tướng quân cũng sẽ không chịu. Thôi được, tôi sẽ về nói với Tôn tiên sinh. Tiếp đi đây. Quân sư, quay về đi. Sư nhiều thế này, chân của quân sư lại không được khỏe. Đứng lâu ở đây, nếu để Trung Ly cô nương nhìn thấy, sẽ trách tiểu nhân đấy. Ngươi nói thử xem, hôm nay liệu Trung Ly cô nương có quay về không? Có thể, Trung Ly cô nương đã nói rồi, nhất định sẽ về. Cô ấy đang nhận sự ủy thác của toàn thể quân dân trong thành. Ta muốn gặp cô ấy. Ta muốn đợi cô ấy ở đây thêm một lát nữa.
Được không? Chúng ta đợi một hồi. Ngài là quân sư, ngài nói là được. Ngài nói là được à? Không vui lắm. Không vui ư? Về thôi. Quân sư, quân sư, không phải là tiểu nhân không vui. Tiểu nhân e là Trung Ly cô nương sẽ không vui. Lần trước vì để chân tiên sinh phải chịu ấm ướt mà mấy ngày trời tiểu nhân không dám gặp cô ấy. Cô ấy đáng sợ như vậy ư? Không phải là đáng sợ, cô ấy thương quân sư. Nếu quân sư không được khỏe là cô ấy sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Như vậy những người thị vệ như bọn tiểu nhân cũng sẽ cảm thấy không phải với cô ấy. Làm gì vậy? Tôi đây. Có gì ăn không? Có đấy. Có món thịt chó dai nhách đấy. Anh cứ ăn món thịt chó dai nhách ấy của anh đi. Thật không? Tôi dám thề với trời. Đi thôi. Anh trưởng, anh đi đâu đấy? Không trung thành à? Chẳng có gì ăn thì trông cái gì? Đừng bảo là tôi nói đi nhé. Được rồi, đi thôi. Họ Phùng kia, rồi ngươi sẽ biết tay. Bọn họ làm gì vậy? Không biết à? Quân sư, chân của ngài không sao, mau theo bọn họ. Đừng để họ phát hiện đấy. Vâng. Quân sư, quân sư cẩn thận. Nàng đã về đấy à? Thế về từ lâu rồi, quân sư sao vậy? Tôn tiên sinh, là thế nào? Ta đã nói rồi, tại sao? Thế quân tiên sinh, ngươi nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Tiên sinh, quân sư tại Đông Nam Trường ở cổng phía Đông Nam tới tận nửa đêm. Ta không sao mà, đi đi. Tiên sinh, không phải là thiếp không muốn để tiên sinh chờ. Ta không yên tâm. Sao nàng không quay về phía cổng Đông Nam? Thế mẹ ruột muốn quay về nên không đi đường vòng. Thái tử thế nào rồi? Giận là không thể cho hắn mấy cái tát. Mặc cho thiết và thân đại phu nói thế nào, thái tử vẫn kiên quyết. Nếu bằng quyên tấn công thành thì thái tử mới chịu xuất quân. Nói như vậy là nếu bằng quyên không tấn công thành, thái tử sẽ không chịu giao chiến ư? Ta biết đây là chủ ý của ai rồi. Chủ ý của ai cơ? Thôi đi. Quân sư, bất hảo, có người cướp lương thực. Có người cướp lương thực. Cái nào cướp lương thực? Các trang binh giữ thành ạ. À. Đi thôi, đi xem sao, nhanh lên. Mở cửa, nếu các ngươi không mở cửa, chúng ta sẽ đập vỡ cửa đấy. Đập vỡ cửa đi. Các anh em cố lên, chúng ta sẽ có lương thực rồi. Nhanh lên, mạnh vào. Mạnh vào.
再加一把劲儿，我们就有粮食了。撞！撞！撞！撞！使劲撞啊！快撞！撞！撞！不好了，军队来了！现在军兵来了。nhanh lên khoan 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 nhanh lên nhanh lên tha sao mà sợ cái gì cùng lắm thì chết chết đói cũng là chết mà chết trận thì cũng là chết hãy nhặt vũ khí lên那位壮士，vị tráng sĩ kia， 我曾经告诉ta đã từng nói với quân dân trong toàn thành là bất cứ kẻ nào cướp lương thực sẽ bị chém đầu trước mọi người. Ngươi có biết không？ 知道。biết。那为什么还抢粮？vậy thì sao ngươi lại đem mọi người đến cướp lương thực？ 不抢粮就饿死。cướp lương thực sẽ chết đói。你胡说。ngươi nói láo。凡守城百姓，tất cả dân chúng giữ thành， nhất là các tráng đinh mạnh khỏe， 每人每天mỗi người mỗi ngày đều được cấp một khẩu phần lương thực。虽说只有八成饱，但绝不至于饿死。nhưng không đến nỗi chết đói。说得好听。我们这些人一天只能得到半份粮食，长期下去，虽说不至于饿死，但也无力守城。你这如果攻城的话，难免一死。你这如果攻城的话，难免一死。你说的可是实话？những điều ngươi nói có phải là sự thật không？ 如果有半句假话，những tôi nói dối thì sẽ bị ngươi xé xác。你是在东南守城？是的，同理，你们的将军是空降军，对吧？是又怎么样？phải thì sao？把他带走。刘是。是。啥？哎！哎！你们敢？các ngươi dám ư？绑起来。trói hắn lại。是。啥？你们都回去吧。các người về cả đi。我叫冯将军。ta sẽ bảo phùng tướng quân phát cho các ngươi phát phát lương thực thiếu cho các ngươi。给他们让开一条道。tránh đường để cho họ đi về đi。các ngươi lưu cả ra đi。壮士。tráng sĩ。你也别怪。người đừng nên trách phùng tướng quân。其实。chính ta bảo ông ấy khấu bớt lương thực của các người đấy。người có biết vì sao ta lại làm như vậy không？ 粮食不够了。vì không đủ lương thực chứ gì？ 城里的粮食充足的很。lương thực trong thành rất sung túc。三个月也吃不了。ba tháng ăn cũng không hết。既然如此。nếu đã như vậy thì sao quân sư lại khấu bớt lương thực của chúng tôi？ 逼你们抢粮。để ép các ngươi phải cướp lương thực。quân sư thực ra đó là mưu kế của ta mưu kế ư đúng thế phong duy ý về bằng quyền cứ tưởng là lương thực trong thành không nhiều nên không cần dùng nhiều thời gian chúng ta sẽ phải bó tay chịu trói bởi vậy hắn bao vây mà không tiến công thực ra lương thực trong thành rất đầy đủ sau ba tháng nữa cũng ăn không hết nếu hắn biết lương thực của chúng ta đầy đủ chắc chắn sẽ tấn công thành tuy nói là đại quân của thái tử đóng ở ngoại thành nhưng nếu chỉ dựa vào quân của nước Hàn thì không đủ để chiến thắng Bằng Quyên cần phải đợi quân tiếp viện từ nước Tần tới điều khiến ta lo lắng nhất là Bằng Quyên sẽ tấn công thành trong lúc này bởi vậy ta sai cùng tướng quân khấu bớt lương thực của các ngươi để ép các ngươi phải cướp lương thực việc này đồn đến tay Bằng Quyên hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi cứ tiếp tục thế này thì quân tiếp viện từ nước Tần tới Bằng Quyên chắc chắn sẽ thất bại怪不得人们都说军师的胸中有妙计万千庞涓虽有十万大军也难以斗过军师啊言过其词了要想战胜庞涓还得靠大家呀只是
Đây là phần thưởng dành cho ngươi đấy. Tiểu nhân có tội không dám nhận ạ. Ta đã nói với ngươi nhiều rồi. Vì sao ngươi lại coi công là tội? Chẳng nhẽ mưu kế của ta không hay? Không. Quân sư có sự tế như vậy, tiểu nhân sao dám nói là không hay được? Vậy thì hãy nhận thưởng đi. Cảm ơn quân sư. Khi quay về không được nói cho bất cứ người nào biết nhé. Tiểu nhân biết ạ. Quân sư, hãy đi theo hắn. Huynh trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì? Quân sư không cho phép nói cho bất cứ ai biết. Chỉ nói cho mấy anh em chúng tôi thôi. Chúng tôi bảo đảm là sẽ không nói cho người khác đâu. Huynh trưởng, chúng tôi có thể thề. Đây là mưu kế của quân sư đấy. Phùng tướng quân, người khẩu bất khẩu phần lương thực, khiến dân chúng trong thành bị cướp lương thực. Suýt nữa thì mất thành cao. Người nói đi, người đáng tội gì? Dù có treo cổ ngươi trong thành trong 10 ngày cho mọi người thấy cũng không quá đâu. Cả các ngươi nữa. Ai đã khấu bất lương thực của dân chúng? Các người không nói, khi ta điều tra ra thì sẽ cùng tội với Phùng tướng quân đấy. Mặt tướng, mặt tướng cũng khấu bớt ạ. Mặt tướng cũng vậy. Nếu không phải là lúc đang có địch, ta đang cần dùng người thì tất cả các người đều đáng giết. Quân sư, bọn mặt tướng không ăn thêm một miếng nào cả. Bọn mặt tướng sống lương thực của quân chúng là để cấp phát cho binh lính. Binh lính ăn không no thì khó có thể chống lại kẻ địch được. Quân sư, bọn mặt tướng cũng chỉ vì bảo vệ thành cao thôi. Bảo vệ thành cao thì phải dựa vào cái gì? Nếu chỉ dựa vào 5.000 tướng sĩ của chúng ta thôi thì không đủ, mà phải dựa vào sự đồng tâm hiệp lực của tất cả dân chúng trong thành. Các người đã ép buộc dân chúng thì không cần đến bằng tên đâu, mà dân chúng sẽ như nước lũ dìm chết chúng ta. Thôi, lần này sẽ không trừng phạt các ngươi, không giết các ngươi, kể cả Phùng tướng quân. Tạ ơn quân sư. Quân sư, nhất định mặt tướng sẽ lập công chuộc tội. Cho dù chết cũng phải chết trong thành. Thôi đứng dậy đi. Các vị đứng dậy cả đi. Lương thực ở thành cao không nhiều. Quân sư, người trên mặt có vết sẹo có ở đây không? Có. Người lùi ra đi. Phùng tướng quân. Phùng tướng quân, trong số dân chúng ở doanh trại của tướng quân có người nào trên mặt có sẹo không? Có phải là người không cao khoảng hơn 30 tuổi không? Hắn chính là thủ hạ của mặt tướng. Hắn sao ạ? Nhà hắn ở trong thành ư? Không, hắn ở ngoại thành. Khi đại quân của Bằng Quyên đến bao vây, hắn mới vào thành. Rất có thể hắn là gian tế do Bằng Quyên sai khiến. Gian tế ư? Vậy để mặt tướng đi bắt hắn. Không, chúng ta cần phải lợi dụng hắn. Các người làm khá lắm. Quân sư đã thưởng cho ta 50 gậy. Nhìn gì hả? Không có phong giống như người bị đánh ư? Đó là vì các tướng quân đã xin hộ ta. Quân sư bảo ta lập công chuộc tội. Nếu các người còn làm điều gì sơ sẩy thì ta không chỉ bị 50 roi đâu, mà sẽ còn bị chém đầu đấy. Để bảo vệ cái đầu của ta, từ nay trở đi, nếu các người còn có bất kỳ sai sót gì, ta sẽ giết các người trước. Nhưng các người gây chuyện cũng hay đấy. Quân sư đã đồng ý cấp thêm cho chúng ta một số lương thực để chúng ta được ăn no bụng. Phải nhớ rằng việc này không thể nói cho bất kỳ người nào khác ngoài các người. Nếu kẻ nào dám để lộ tin tức của chúng ta thì đừng trách ta độc ác đấy. Người ra đây.
看什么？nhìn gì vậy？出来跟我运粮食。ra đây, theo ta đi lấy lương thực。你。người。出来。还有你。người。你你。cả hai người nữa。还有。ra đây。你们两个。出来。记住。phải nhớ rằng khi đến kho lương thực, nếu có ai hỏi, thì đừng nói là chúng ta đến vận chuyển lương thực, mà phải nói là chở đến phủ quân sư. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Đi thôi. Đứng lại. Các ngươi làm gì vậy? Chúng ta đến lĩnh lương thực. Có lệnh của quân sư không? Có đây. Được. Chờ xếp lương thực xong sẽ chia cho các ngươi. Phải đợi bao lâu nữa? Khó nói lắm. Mọi người mau dỡ hàng xuống đi. Tránh ra, tránh ra. Các người vào vận chuyển lương thực đi. Tướng quân công trọng, hay là để chúng tôi lấy mấy bao từ trên xe đi? Không được, lương thực chưa nhập kho thì không thể phát được. Tướng quân công trọng, chúng tôi đến để nhận thay quân sư mà. Thật không? Không tin ngày mai là cứ đến hỏi người của phụ quân sư xem. Thôi được, các người hãy lấy đi nhanh nhanh, đừng để người khác trông thấy thì không hay đâu. Vâng. Nhanh lên, làm nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Nhìn gì vậy? Bên trong không có lương thực à? Không phải, có rất nhiều ạ. Người nói lăng nhăng ta sẽ giết người đấy. Mau đi thôi, đừng làm rắc rối cho ta nữa. Lương thực ở đâu mà nhiều thế nhỉ? Tướng quân quên rồi à? Lần trước khi đi trưng tập lương thực, suýt nữa chúng ta bị quân của Bằng Quyên chặn ở ngoài thành. May mà quân sư dùng kế bỏ chống thành đấy. Sao bảo là số lương thực đó chưa được mang vào thành? Đó là do quân sư cố ý bảo chúng ta nói như vậy thôi. Cũng là vì Bằng Quyên mà. À, ta hiểu rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nếu Tôn Tẫn có điều gì dối trá thì sao? Ta không thể đi được. Phải quay lại xem sao đã. Quân sư, tên mặt sẹo vẫn chưa đi ạ. Hãy nghĩ cách ép hắn phải đi. Rồi chúng ta sẽ lùng sục bọn gian tế khắp thành. Quân sư thấy thế nào? Không những là phải lùng sục, mà phải phát tin đồn rằng có người nghi ngờ tên mặt sẹo đó là gian tế. Vâng. Anh có nghe không? Gián tế của Bằng Quyên đã nảy vào thành cao. Tôi nghe nói người của quân sư đang đi lùng sục chúng. Anh thì nói xem người trong số người kia có. Khó nói lắm. Chỉ nói vớ vẩn thôi. Tráng sĩ Triệu, Phùng tướng quân có lời mời. Phùng tướng quân ở đâu? Ở dưới chân thành.
Phùng tướng quân tìm tiểu nhân có việc gì ạ? Thế nào, hôm nay ăn có no không? Tướng quân, chuyện này về sau đừng nhắc đến chuyện cơm nước nữa. Thế nào, ăn không no à? Không, vì chuyện đó mà tiểu nhân đã để tướng quân chê cười. Chê cười cái gì? Chẳng phải quân sư đã nói với người rồi không? Đó là mưu kế của quân sư. Tuy là mưu kế nhưng tiểu nhân cũng thấy mất mặt lắm. Thôi, chuyện qua giờ đừng nói nữa. Ta muốn người giúp ta một việc. Việc gì ạ? Gián tế của Bằng Quyên đã lẻn vào trong thành. Phụ quân sư đã truyền lệnh. Nếu có kẻ nào biết mà không báo, tức là cùng tội với gián tế. Nếu canh phòng sơ sẩy để gián tế trốn mất, thì cũng cùng tội với gián tế. Ta nhờ ngươi giúp ta điều tra xem trong số dân chúng thuộc hạ của ta có gián tế không? Không có đâu. Không có thì tốt. Nhưng nếu chúng ta không điều tra kỹ để gián tế bỏ chạy, thì quân sư sẽ chém đầu đấy. Tướng quân, tiểu nhân sẽ đến gặp quân sư, trực tiếp hứa với quân sư rằng nếu trong số người của chúng ta có gian tế thì sẽ giết tiểu nhân trước. Giết người nhưng cũng sẽ không tha cho ta đâu. Người hãy giúp ta điều tra thì không? Tướng quân, quả thực là không có. Nếu thực sự không có thì ta đã không tìm ngươi. Tướng quân, đừng nên tin những lời đồn nhảm. Đây không phải là tin đồn nhảm. Cô nương Trung Ly trong phủ quân sư đã nghe được từ trong danh trại của Bằng Quyên rằng có một tên gian tế của Bằng Quyên đã ra vào nhiều lần ở phía đông nam thành này. Thật không? Những điều Trung Ly cô nương nói không sai đâu. Tướng quân nói ai là gian tế? Ta cũng không biết. Ngươi thử xem tên mặt sẹo đó có phải không? Mặt sẹo ư? Không phải đâu. Ngươi thử xem đi. Nhất định phải điều tra về người này. Nếu không, ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Tướng quân yên tâm đi. Việc đó xin cứ giao cho tiểu nhân. Quân sư, thế nào? Hắn đã biết rồi. Có phản ứng gì không? Không ạ. Tiêu quân sư, theo cách nói của Tráng Sĩ Triệu thì hình như hắn không phải là gian tế. Phải bám sát theo hắn, không sai đâu. Vâng. Phùng tướng quân nói rất có thể có một tên gian tế ở trong số chúng ta. Nếu để hắn chạy trốn thì không những Phùng tướng quân không gánh nổi trách nhiệm này, mà dân chúng trong toàn thành sẽ phải gặp tai họa. Các người nhất định phải giúp ta điều tra đấy. Huynh trưởng yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ điều tra. Bắt được tên gian tế đó và cho năm ngựa xé xác. Đừng làm ầm lên, điều tra đã rồi tính sau. Thôi, mọi người đi đi. Có tin tức gì phải lập tức báo cho ta biết đấy. Anh chờ một lát. Huynh trưởng có chuyện gì vậy? Phùng tướng quân nghi ngờ anh đấy. Thế sao có thể là gian tế được? Tôi biết anh không phải, bởi vậy tôi đã ngăn lại. Thế Phùng tướng quân đã nói những gì? Ông ấy chẳng nói gì cả. Ông ấy bảo tôi giúp ông ấy tìm ra tên gian tế đó. Anh mặt sẹo à? Ngày mai anh phải lưu ý đấy. Nếu điều tra ra tên gian tế đó thì mới có thể xóa bỏ sự nghi ngờ của Phùng tướng quân đối với anh được. Tôi hiểu rồi. Quân sư. Kế phản gián đã thành công. Hắn không nhận ra chứ? Không đâu. Tốt lắm.
Hãy truyền lệnh của ta, sẵn sàng chuẩn bị để tiếp bắn phiên tấn công. Rõ. Quân sư. Xin hãy giết tiểu nhân ạ. Vì sao ta lại phải giết ngươi? Không thấy tên mặt sẹo đâu cả. Hắn là gian tế. Hắn có là gian tế hay không thì không liên quan gì tới ngươi. Tiểu nhân đã nói với Phùng tướng quân, nếu tên mặt sẹo là gian tế thì quân sư hãy giết tiểu nhân chứ đừng nên giết Phùng tướng quân. Tiểu nhân đã nói thì không thể nuốt lời ạ. Tráng sĩ đứng dậy đi. Ta không những không giết ngươi mà sẽ thưởng thêm cho ngươi. Lần này là thưởng thực sự đấy. Phùng tướng quân, thế này là thế nào? Lát nữa ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyên soái, tình hình mà tiểu nhân thăm dò được là như vậy ạ. Nếu tin tức của ngươi có gì sai, ta sẽ giết ngươi đấy. Nguyên soái, hai việc này đúng là do tiểu nhân chính mắt nhìn thấy, chắc chắn là không sai đâu ạ. Lấy đâu ra nhiều lương thực như vậy? Đó là do hắn trưng tập ở ngoại thành từ lần trước. Lần trước tin tức của ngươi nói số lương thực đó không đáng bao nhiêu cơ mà. Hắn sai quân lặng lẽ giấu số lương thực đó đi nên tiểu nhân không điều tra ra. Nguyên soái, tiểu nhân còn nghe nói Tôn Tẫn cử một người là Trung Ly Xuân đã vượt qua doanh trại của Nguyên soái đến nói với Thái tử nước Hàn là không được giao chiến với Nguyên soái. Hắn nói là việc giao chiến thắng thua khó nói trước được. Nếu cứ kéo dài thì Nguyên soái không đánh sẽ phải giết mộng. Đừng có nằm mơ. Chú à, ngày mai chúng ta sẽ tấn công thành. Nguyên soái, tấn công thành đi. Các binh sĩ đợi sốt ruột lắm rồi. Nếu tấn công thành sẽ bị tổn thất lớn. Nếu bị tổn thất lớn còn hơn cứ kéo dài thế này. Cho đến khi quân tiếp viện của nước Tần tấn thì tên Tôn Tẫn kia sẽ trốn thoát mất. Dù quân nước Tần không tấn thì 10 vạn đại quân cũng khó có thể kéo dài mãi thế này được. Tấn công thành. Đại tướng quân, Bằng Quyên đã bắt đầu tấn công thành rồi, vì sao vẫn không chịu xuất quân? Cứ đợi thêm đã. Còn đợi đến bao giờ nữa? Chẳng nhẽ đợi đến khi thành cao thất thủ ư? Có Tôn Tẫn ở đó thì thành cao không thể thất thủ được. Trong tay Tôn quân sư chỉ có 5.000 binh mã, mà Bằng Quyên có những hơn 10 vạn quân. Nếu chúng ta không ra giao chiến thì chắc chắn Bằng Quyên sẽ dốc toàn lực tấn công thành, vậy thì thành cao sẽ nguy mất. Bằng Quyên sẽ không dốc toàn được tấn công thành đâu. Sao lại không? Nếu chúng ta cứ án binh bất động thì Bằng Quyên sẽ chẳng phải lo ngại gì, chắc chắn sẽ dốc toàn được tấn công thành. Phải chăng đại tướng quân sợ Bằng Quyên? Vậy thì hãy cho mặt tướng một bàn quân. Ta sợ Bằng Quyên ư? Người hãy hỏi tất cả các binh sĩ của ta xem, khi ta ra sao chuyện, ta từng sợ ai chứ? Nếu không sợ thì phải ra giao chiến chứ. Ta mà không muốn ra giao chiến, Phụ vương không để ta giao chiến với Bằng Quyên. Không cho giao chiến, thì cử chúng ta ra đây làm gì? Chẳng lẽ là muốn ngồi trên núi xem hổ đánh nhau ư? Cũng không phải là ngồi trên núi xem hổ đánh nhau. Phụ vương bảo ta đợi khi Bằng Quyên tấn công thành mà không chiếm được, chờ quân của hắn mệt mỏi sẽ tấn công, lúc đó sẽ nắm chắc phần thắng. Nếu Bằng Quyên chiếm được thành cao thì sao? Ta cũng không hy vọng như vậy. Bằng Quyên sẽ không hành động theo sự mong đợi của tướng quân đâu. Nếu thành cao thất thủ, phụ vương bảo chúng ta hãy rút quân, để phụ vương cử người đến thương lượng với Bằng Quyên. Đại vương làm như vậy thì có phải với quân sư và với 5.000 binh lính ở đó không? Có phải với dân chúng ở thành cao không? Đại tướng quân, mặt tướng không có quyền lực để điều động quân, nhưng mặt tướng có quyền ra trận. Nếu đại tướng quân không ra giao chiến thì mặt tướng sẽ đi.
Người muốn tìm đến chỗ chết ư? Cho dù phải chết cũng còn hơn là thấy chết và không cứu. Không phải là ta thấy chết không cứu, là lệnh của phụ vương, ta không thể làm trái. Đại tướng quân, thì ra tướng quân không phải như vậy. Bởi vì phụ vương sẽ nói là ta lỗ mãng. Cho ta vì sự lỗ mãng của đại tướng quân mà mặt tướng chết ở xa trường, chứ không muốn tham sống sợ chết vì cách gọi là sự cẩn thận đâu. Tránh ra. Thân đại phu, ta không thể để một mình ngươi đi được. Vậy thì hãy cho mặt tướng một đội quân. Được. Hãy bắt thân đại phu lại cho ta. Thái tử, ngươi là đồ sợ chết. Bằng Quyên đã làm cho ngươi mất mặt rồi. Ngươi còn dám nói là ta sợ chết. Ta sẽ giết ngươi đó. Cho dù tướng quân giết ta, thì đến chỗ quỷ thần ta cũng sẽ mắng tướng quân đồ sợ chết, đồ chết. Tướng quân giết ta thì tài giỏi cái gì đây? Có giỏi thì cứ giết Bằng Quyên đi. Sợ mất mặt rồi hả? Tướng quân không dám hả? Đại tướng quân, có chuyện gì vậy? Đại tướng quân không chịu ra giao chiến, hãy giải hắn đi. Tướng quân đã khiến ta quá sợ. Tướng quân là đầu hèn nhát. Ngô tướng quân, có chuyện gì vậy? Quân lính dưới quyền mặt tướng hỏi khi nào chúng ta sẽ ra giao chiến. Việc giao chiến không là việc của ta. Trách nhiệm của ngươi là nghe mệnh lệnh của ta. Mặt tướng có thể nghe mệnh lệnh của tướng quân, nhưng nếu cứ chậm trễ không chịu ra giao chiến, quân lính của mặt tướng sẽ cũng không nghe mệnh lệnh của mặt tướng đâu. Kẻ nào dám không nghe mệnh lệnh thì giết chết kẻ đó. Đại tướng quân, nếu không ra giao chiến thì những binh lính của mặt tướng sẽ tự ý hành động đấy. Đó là việc của ngươi. Đại tướng quân, nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải hành động. Hãy nói với bọn họ, kẻ nào dám tự ý hành động sẽ phải chết. Bọn họ nói trong tầng cao có anh em của họ, cho dù chết cũng phải chết với họ. Đúng thế. Đại tướng quân, tuy Bằng Quyên có 10 vạn đại quân, nhưng không phải là không thể chiến thắng hắn. Nếu chúng ta cứ dương mắt nhìn thành cao rơi vào tay Bằng Quyên, thì mặt tướng không biết tướng quân sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng còn mặt tướng sẽ chẳng còn mặt mũi nào để nhìn lại bà con và các thị lão ở trong nhà đâu. Đại tướng quân, nếu để mất thành cao thì mặt tướng cũng không thể chết trong tay Bằng Quyên được, mà sẽ chết dưới kiếm của mình. Các người đừng ép ta. Đại tướng quân, không phải là bọn mặt tướng ép tướng quân, mà là anh em binh lính ép bọn mặt tướng. Đại tướng quân, nếu chúng ta cứ án binh bất động thì thành cao sẽ bị thất thủ, các binh lính sẽ không thể cho chúng ta đâu. Đại tướng quân, xin tướng quân hãy lệnh xuất quân đi. Đại tướng quân, nếu lúc này không ra giao chiến thì binh lính sẽ không nghe theo lệnh của đại tướng quân và cả mệnh lệnh của bọn mặt tướng nữa. Ngươi định uy hiếp ta ư? Không phải là uy hiếp, nhưng mà tướng nói là rất thật lòng. Đại tướng quân, những lời nói của Ngô tướng quân cũng là những lời nói trong lòng của bọn mặt tướng. Đâu phải là ta không muốn ra giao chiến, nhưng Bằng Quyên có 10 vạn đại quân, ngộ nhỡ